Mà Tony Tiến xin em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Em đã kiểm tra cái đàn ong của chúng ta đây, đàn ong này con chúa nó được 12 ngày đây quý anh chị. Bữa mất rồi. Con này là bọn em bị mất rồi, bọn em lại phải đi lấy cái xin cái mủ chúa khác về đây nhé. Chúa này mủ nó mủ tự nhiên đúng không? Mủ tự nhiên không? Anh xin nhà ông đán tự nhiên không? Tự nhiên. Đó, như chú anh chị vừa quay vừa nhìn thấy chú ong đi tha phấn hoa về ạ. 10 con chúa được một con. Mười con chúa được một con, chú anh chị thấy đợt vừa rồi là bọn em tức là cái mủ chúa tự nhiên nó muốn tách đàn quý anh chị nhé, là bọn em sẽ cắt ra để ghép đàn tách đàn ra đây ạ. Nhưng mà thật sự là tách đàn là 10 mủ chúa mới được một mủ chúa quý anh chị ạ. Giờ hôm nay em kiểm tra tiếp nhé, tức là đến ngày thứ sáu mà em kiểm tra là chúa đi thụ tinh về rồi, hiện tại giờ còn ở đây thì mới là đẻ quý anh chị nhé. Nếu như hôm nay có đây là đẻ đấy quý anh chị ạ, đúng không? Hôm nay là 12 ngày nó đẻ rồi chứ. Bố mất cửa đẻ được ra bị nắp hết. Ông được rất nhiều này. Còn Được, cầu ông được. Ừ. Thế cái cách phân biệt cái đàn ong mất chúa nó cũng rất dễ quý anh chị nhé. Như quý anh chị thấy đây, lượng ong đực nó đẻ rất nhiều đó. Bữa hôm bị mất chúa nhé, nó 5-6 ngày tuổi là bị đi thụ tinh là bị mất không về luôn quý anh chị nhé. Em nó quay cái đàn ong chúng ta tách song song đây ạ. Quý anh chị nhé, đây này quý anh chị nhớ cho em hai thùng, đây thùng màu xanh này, bên đây màu xanh, bên đây màu xanh, hai thùng nhé. Mất chúa là mình chúng ta nhìn thấy ong đực là nó biết ngay à, cái con ong nó tự đẻ ra toàn ong đực nổi lên quý anh chị này. Ông thợ đẻ đó. Ông thợ đẻ đấy, mà để coi nhìn con chúa không, nếu có chúa thì giờ là anh an toàn này nhá. Có chúa là ngày nay là đẻ rồi đúng không? 12 ngày là đẻ đó. Quý anh chị nhá, chú anh chị bà à, con đây, này. Đây đây, chỗ đó. Đấy. Thấy chưa? Đó nó phải giữ tí á. Rồi rồi để zoom lên, để zoom. Thấy chưa? Đẻ đó nữa. Đây 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 nhìn đây thôi. Đây là chúa đây thôi, nhìn này để zoom lên cho bà con quý anh chị nhìn đấy. Đẻ nó đang chui vào đẻ nha quý anh chị nhá. Ở đâu để đi đâu mất đó. Đó à, đây 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 đây. Đây nha quý anh chị nhá. Đây ạ. Con chúa của chúng ta đấy ạ. Em zoom to lên quý anh chị nhìn nó giữa cầu ạ, nó đang vẫn đang giữa cầu nhé. Đây giữa cầu đây ạ. Ngón tay em chỉ đấy ạ. 12 ngày đẻ rồi. 12 ngày là đẻ rồi quý anh chị nhá. Vậy là như em nói với quý anh chị là nó tầm 10 đàn được một đàn, mà hôm nay là cái chúa này bọn em xin đi xin mủ của nhà anh bạn khác nuôi ong về nhé thì nó được. Tức là hiện tại giờ con này 12 ngày tuổi là nó thì nhiệm vụ nó đẻ đó quý anh chị nhá. Đi thụ tinh về đã an toàn rồi. Tức là bọn em kiểm tra 6 ngày, 5-6 ngày đi tự tinh là bọn em có thấy nó vẫn có thấy chúa đây rồi. Nhưng hôm nay có chúa này là rất lý tưởng rồi ạ. Đẹp, con này đẹp ạ. Con này được to, dài chứ. Chúa to như đẹp. Hiện tại giờ cái thời điểm này ở miền Bắc chúng ta với miền Trung chúng ta không phù hợp để chúng ta tách đàn nhân đàn quý chị nhé. Mặt loạn. Thì mặt mưa nó cũng mặt rất nhiều thôi. Đó như quý chị là trắng xóa đây cái tấm cầu mặt đấy ạ. Đó. Đây thì như quý chị thấy đây một đôi con đi làm về phấn hoa đấy ạ. Em sẽ quay một hai con đi về đấy nhé. Cái đàn này pha phấn hoa vẫn ít hơn đàn kia. Đó, phấn hoa con em mới về quý anh chị đó. Rồi con hai con mới về này. Đó, lượng phấn hoa như vậy thì nó sẽ rất lý tưởng và phát triển của đàn ong chúng ta nhé. Đây là đàn đó như quý anh chị đấy, giờ về rất nhiều đây. Đó đó, phấn hoa đó. Như vậy là đàn của em này, bọn em là ghép được hiện tại là tách đàn song song là bị mất chúa, giờ đàn này đã có chúa quý anh chị nhé. Hiện tại giờ là nó sẽ được 12 ngày nó về thì nó đẻ rồi quý anh chị ạ. 6 ngày ở thời điểm này 6 ngày vẫn chưa an toàn quý anh chị nhé. Đây anh có một ổ mà 12 ngày anh kiểm tra vẫn bị mất chúa quý anh chị ạ. Nó rất thật là cái hiện tượng rất kỳ lạ đấy, em thấy là không biết con gì nó ăn chúa nữa. Thì thường thường 12 ngày thì nó hầu như là chúa đẻ đây chứ con chúa không đi thụ tinh nữa. Nói chung bữa trước 9-8-9 ngày một cỏ đông là an toàn rồi. Bữa trước thì chỉ cần qua 6-7 ngày là an toàn rồi, đi thụ tinh về là an toàn rồi. Thường thường là con ong chúa của chúng ta là 5 ngày quý vị nhá, 5 ngày hay là 6 ngày, ngày thứ 5 mà nó đi ra thụ tinh. Nếu không được là 6 ngày nó ngày thứ 6 nó vẫn đi tiếp ạ. À. Nó là ngày thứ 5 nó ra tập ra vừa ra ra bay và vừa đi thụ tinh mà nó chưa được thì nó ngày thứ 6 đi tiếp thì nó về được thì an toàn. Nhưng thời điểm này thì bọn em thấy nó 10 ngày đến 12 ngày vẫn bị mất. Hiện tại giờ con này 12 ngày thì em thấy an toàn rồi, nó về nó đẻ rồi là biết nó thụ tinh thành công và hiệu quả được quý vị nhá. Còn những cái đàn mà em vừa rồi em tách ra 10 mủ chúa thì được một mủ, mấy thùng này là được 10 là thành 2. Con 10 được 2 quý anh chị nhé. Đúng không? Con này là bọn em xin về đấy ạ. Con thì là có chữa ở bụng to rồi. Thì có chữa ở đó thì nó để nó đã thụ tinh về an toàn thôi. Thì con này nó thì có giờ nó thì đẻ thôi. Và nhiệm vụ nó đẻ thôi, nó không đi thụ tinh nữa quý anh chị nhé. Còn những con mà đi thụ tinh ngày thứ 5 thứ 6 không được, nó buộc phải đi theo tiếp. Mà em thấy hiện tượng giả lạ là cái mùa này xong là đến đến 10 ngày đến 12 ngày vẫn bị mất ạ, vẫn bị con chúa vẫn bị mất ạ. Không biết con gì nó ăn mà nó, em nghĩ sao mà nó đi thụ tinh khó thế. Mà đi thụ tinh thì 5-6 ngày nó đi thụ tinh là phải hiệu quả rồi chứ. Đợt hôm nay cái đàn chim đến là máy mưa cách đây khoảng 3 đúng rồi. Chim với con chuồn nó hay ăn, nó hay ăn con
Còn con ong của chúng ta quý anh chị nhé. Đó như quý anh chị đã thấy thì đàn ong sau này đấy. Đàn này thì nó nở sau không? Sau 15 ngày, ngày thứ 5 rồi. Thôi cuối video em Toàn Lê Tiến kiểm tra cái đàn ong chú đi thụ tinh 12 ngày đã về và đã có bụng đã to có trứng quý anh chị nhé, đang sinh sản rất hiệu quả rồi. Quý anh chị xem thấy hay thì nhớ tặng em một like và nhớ chia sẻ bà con chúng ta nuôi ong để chúng ta biết cách kiểm tra và tách nhân đàn cho mùa ong chúng ta sinh sản quý chị nhé. Hiện tại giờ mùa này thì tách đàn không tốt quý chị nhé, nên bọn em để tách chủ yếu lấy mục đích là lấy chúa thôi. Còn sau này bọn em sẽ để nếu mà những đàn nào mà cái con chúa nó kém quá em để lấy con chúa này đi vào cái đàn thay chúa khác và sẽ nhập lại đàn. Rồi cuối video em cũng xin phép dừng đây, xin chào và quý chị gặp lại video sau nhé.